Tối ngày 12 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Campuchia ở trận bán kết SEA Games 32. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển nữ Campuchia khởi đầu trận đấu rất hưng phấn và nhiều lần khiến hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam rối loạn. Tuy vậy, với đẳng cấp nhìn hơn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có được lợi thế. Phút 20, bóng được Mỹ Anh tạt rất dẻo từ cánh trái để Ngân Thị Vạn Sự di chuyển băng cắt đánh đầu vào góc xa tung lưới đội tuyển nữ Campuchia. 10 phút sau, Thanh Nhã thoát xuống ở cánh phải và căng ngang vào vòng cấm, hậu vệ đội tuyển nữ Campuchia lóng ngóng để bóng tới vị trí của Hải Yến và tỷ số được nâng lên 2-0. Đến phút 36, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt đền và từ chấm 11m, Thùy Trang không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ môn đội tuyển nữ Campuchia để nới rộng cách biệt. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam vừa thi đấu vừa dưỡng sức nhưng vẫn có thêm một bàn thắng do công của Huỳnh Như từ chấm 11m. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 4-0 trước đội tuyển nữ Campuchia ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Tại trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Myanmar.